Biến đổi khí hậu là thách thức với ngành giao thông vận tải trong những năm gần đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc xây dựng những cống ngăn triều với số vốn lên tới 10.000 tỷ đồng như thế này. Trong biến đổi khí hậu, nó không chỉ nói là ngăn nước tác động đến các công trình giao thông, nó không nói về ngăn nước đến ảnh hưởng đến đời sống, mà nó còn đi cả về những khâu rất là căn cơ, như là nếu như thế thì dùng sử dụng vật liệu gì, dùng công nghệ gì để mà góp phần chống biến đổi khí hậu, làm cho cái tác động biến đổi khí hậu và tác động của các công trình hạ tầng giao thông. Rất nhiều giải pháp khác nhau đã được các nhà khoa học đưa ra trong hội thảo quốc tế phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông vận tải do Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 19 tháng 12 năm 2023. Đây cũng là hội thảo quốc tế đầu tiên trong chuỗi hội thảo về phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thành đối với ngành giao thông thì cái việc mà nghiên cứu để thích ứng với biến đổi khí hậu rất là quan trọng, tức là chúng ta phải có những cái giải pháp ban đầu là chúng ta phải làm sao cố gắng hạn chế được cái mức độ của biến đổi khí hậu, như chúng ta có các giải pháp giao thông xanh, giao thông giảm thải carbon. Những cái này thì Việt Nam chúng ta cũng đang triển khai. Còn đối với các nhà khoa học thì có những cái nghiên cứu sâu để mà có những cái đánh giá về mức độ diễn biến của cái biến đổi khí hậu, để có những cái giải pháp về công trình, giải pháp phi công trình. Thì mục tiêu của hội thảo là tập trung làm rõ các vấn đề về các cái vật liệu mới, vật liệu tiên tiến, thân thiện với môi trường, phát thải thấp, các cái công nghệ hiện đại trong xây dựng kết cấu hạ tầng, các vấn đề về tổ chức đô thị, tổ chức và quản lý vận tải để thực hiện cái cam kết của chính phủ. Hội thảo với 80 tham luận của các nhà khoa học trong lĩnh vực giao thông vận tải từ các quốc gia có công nghệ giao thông vận tải tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức và một số trường đại học về giao thông vận tải tại Việt Nam. Trong đó có 5 tham luận chính về các vấn đề sử dụng bê tông tái tạo, công nghệ bền vững trong xây dựng hạ tầng giao thông vận tải, tổ chức giao thông công cộng trong những thành phố vừa và nhỏ, các thành tựu, xu hướng phát triển mới nhất trong công nghệ xây dựng cầu ở Việt Nam và giao thông bền vững. Là các nhà khoa học, trong đó có các nhà khoa học ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Giao thông Vận tải đã có những cái nhanh nhẹn, có những cái chuyển mình để bắt kịp với cái xu thế. Thì đây là những cái đóng góp mình nghĩ là rất quan trọng của các nhà khoa học cho công tác quản lý, và nó tạo ra một sự đồng thuận trong xã hội để mà việc triển khai các chính sách, các công trình dự án nó được thuận lợi hơn. Trước đó, Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, trong đó có mục tiêu là chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, theo mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.